Mất đúng mũi tuyệt vời. Ai, người thấy chưa? Mọi người nhà thấy mấy cây mít quả nó chi chít một bé tí không mọi người ạ? Mà không hiểu là sao cây mít ngoài của mình đây nhá. Cây ngoài này là cây mít mật. Thế mà trong hai cây này nó mọc sát thì nó lại là mít na. À, không hiểu kiểu gì nó lên tự nhiên nhá, cứ tưởng là mít mật. Cây mít mật này của mình quá to quá đẹp luôn. Mít mật này ăn rất là ngon. Nhưng mà vì gần tường bao và ngay bên ngoài đường nên năm nay là bị mất trộm hết. Bọn ăn trộm nó trộm hết quả mất mít to mít ngon. Bây giờ hôm nay mình lên mình thăm thử xem còn mấy cái quả kia nó thâm thâm cái kia không biết là có chín không. Vừa bắc thang lên. Đấy, ở ngoài kia có mấy quả xanh xanh. Đang rất nắng. Cái cây này là mít mít chắc cái mít mít na mít gì. Quả nhiều, quả đẹp. Vỏ đẹp. Nhưng không thích ăn, vì thích khoái ăn mít mật thôi. Đấy. Giờ mình trèo lên nhá. Trèo lên vỗ xem nào. Vỗ xem nó có chín không. Đấy. Tiếng. Đây, cây mít na đây, quả này. Quả này gần chín. Ô, chín rồi. Ô, quả này chín. Đó. Đây là chín rồi nhá, cả nhà nhá. Đấy, hai quả này chín này. Nhờ mít này mít dài. Không thích. Đấy, bây giờ trèo lên cây mít mật này. Hơi ngược sáng mọi người. Hơi ngược sáng mềm mềm. Sáng cho nên là mờ mờ. Xem nào. Đây. Cục cục. Ô, cây quất phong bì này. Có quả. À, chín rồi. Ui, thơm quá. Ô, ô, chín rồi. Hai quả này chín rồi. Hai quả này chín rồi, cả nhà ơi. Vặt thôi. Ui, nhưng vặt bây giờ thì hơi vướng nhỉ. Đứng tang vừa quay vừa vặt đấy, ánh nắng. Ồ, chín quá. Úi xùi này, kiến này. Các bạn nhìn kiến này. Đó thôi, chắc chín rồi. Quả này vặt xuống tí nữa bửa ra đánh chén luôn. Ngon chưa? Đánh chén luôn tại gốc. Úi, nước. Úi, ôi xùi, nước. Úi, ngon quá. Mình vặn mít mật. Quả này chắc thì được cân. Ô, có thể là tút luôn. Tút được không? Ô, hay là tút ăn luôn nhỉ? Ui, nhiều con ấy quá. Nhiều con bọ quá. Đánh chén hết quả này thì hơi no. Để mình xem là hay ăn luôn trên cây. Đấy mọi người ạ. Sau khi mà nó mình đứng ở kia quay ngược nắng thì bây giờ mình chuyển sang đây. Chuyển sang đây cho nó xuôi nắng nhá. Xuôi ngược xuôi sáng. Đây, quả mít này chín này. Mình sẽ tiến hành ăn luôn trên cây nhá. Lúc nãy nó vặn này, gần đứt rồi. Nhưng mà thấy có thể là phải đánh chén luôn ở trên cây để thử cái cảm giác nó ngon như thế nào. Đó. Giờ mình sẽ ấy nhá. Ủa, mềm nó bóc ngay. Nhưng bọn kiến này lắm quá. Thổi bớt bọn kiến đi. À, đây này. Úi dồi. Ô, ô, ấy. À. Ngon quá. Ngon các bạn ạ. Úi dồi. Sơ này. Úi, sơ vàng ngóng luôn nhá. Đấy, ôi giời ơi, phê chưa? Khéo có bọn kiến nó chén mất. Mít mật ăn trực tiếp trên cây nhá này. Ngon quá là ngon. À. Phải nói là ngọt tuyệt vời luôn mọi người ạ. Ngọt thế. Úi dồi.
Quá ngon luôn này. Mùi mít vàng óng luôn. Thấy không? Ngon không? Mít siêu ngon luôn. Năm nay cái cây mít mật này của mình nó phải hàng trăm quả mà bây giờ mình mới được ăn quả đầu tiên này. Còn đâu bọn trộm nó ăn hết, đau quá. Quá ngon luôn, mê ly. Chất quá mọi người ạ. Đấy. Bóc tiếp. Thấy ngon chưa? Đấy. Đấy. Chuyển cái chỗ này ra. Sâu này. Sâu à. Sâu à. Sâu thì bỏ đi. Mũi này sâu này. Đấy, bỏ đi. Ấy thôi, ui mất muối ngon quá là ngon. Mất đúng muối tuyệt vời. Ai, người thấy chưa? Đấy, mọi người thấy nhá, đây lấy mít này. Như mật luôn, ngọt thật. Quá tuyệt vời luôn nhá. Quá ngon luôn mọi người. Đấy, bóc nốt cứ xây. Tại sao thích trồng mít mật là vì thế đấy. Này, nhá. Hai múi liền kéo rơi rơi. Đấy là. Ngọt tuyệt vời luôn. Múi mít này. Sơ cũng ăn được đấy các bạn mọi người ạ. Sơ ăn ngọt. Này. Đấy. Thấy không? À. Một tuyệt vời luôn. Thôi. Mình ăn nửa quả là mệt lắm rồi. Bây giờ mình vặt xuống thôi. Vặt xuống nữa ở nhà mọi người cùng ăn nhé. Bà già ở nhà rất thích ăn. Đấy nhá. Ủa. Cái này hơi ít muối. Ấy, ngon chưa? Ôi dồi ôi, ngon chưa? Ít mật rồi chúng ta ăn kiểu này đây. Ôi dồi ôi, thôi, nó tụt cả vỏ, tụt cả muối ra. Ngon quá. Quá mọi người. Ủa thôi, nó tụt hết múi ra rồi. Ủa thôi. Rồi. Tụt hết múi ra. Ôi. Tụt múi ra rồi. Ngon quá. Dừng cho anh. Dừng ngắn luôn. Mích. Ăn hết cả quả mít. Ôi giời, múi phí quá. Ôi, thôi. Ngon không?
Bí mật ăn được cả quả nha mọi người nha. Siêu ngon luôn. Ôi giời. Ồ. Quay mít này. Mít chín các bạn. Đây quay chín nhá. Nó đang nắng. Đây quả chín này, mình vô cho bạn này. Đấy. Chín nhá. Đấy. Đấy, toàn chín hết. Cái này hai quả mít mặt này thì đấy. Thì xanh, nó chín tắt. Ôi. Đấy đi tìm mít này. Nhiều lắm nhưng không hái được. Nắng lắm. Nắng bà mấy và tám này. 9 độ. Mít nhỏ nhỏ mà nó cứ bị sâu này, toàn cho gà. Đi lên chỗ cao đi, ăn lên hải sân đi. Đứng hải sân đứng. Nóng quá, mệt quá. Nóng mệt quá. Quá mệt. Kéo. Nhiều quá. Đấy, toàn mít chín rồi mọi người. Thơm quá. Thơm ơi là thơm. Rồi, tắt máy đi.